Chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác liên quan tới Ether đi thì chúng ta thấy được là Ether 2.0 đó thì bây giờ chúng ta đã có gần như là 3%, 3% của tất cả Ethereum đã được lóc lại phần trăm ở thời điểm hiện tại và cái đường màu đỏ này liên tục tăng trưởng có nghĩa là càng ngày càng nhiều người nạp ether vào trong mạng lưới ether 2.0 để mà nhận được cái staking reward có nghĩa là nhận được cái phần thưởng khi mà tham gia vào staking. đương nhiên những cái ether này khi mà nạp vào đó thì ít nhất là một năm sẽ không được lấy ra. Tại vì sao? Tại vì phải đợi cho đến khi nào mà ether 2.0 triển khai giai đoạn 1 hay là giai đoạn 1.5 thì chúng ta mới có thể thấy những ether này có thể được chuyển. chứ nếu không thì nạp vào là không thể được lấy ra. Và đây là một điều rất là quan trọng. Tại vì các bạn thấy được là tuy là nạp vào không thể lấy ra trong khi mà chúng ta đang nằm trong một cái mùa tăng trưởng có nghĩa là giá ether có thể đột phá nhưng mà những người này cũng không thể bán được đồng ether của mình nhưng mà họ vẫn chấp nhận để mà để đồng ether vào lock lại có nghĩa là cái sự tin tưởng vào ether 2.0 rất là cao và sau này đó thì sẽ có những cái dịch vụ như là dịch vụ của Coinbase có thể là cho các bạn tham gia vào staking 2.0 cho Ethereum và phát hành một đồng Ethereum coi như một đồng Ethereum giấy nợ để các bạn có thể trading với nhau thì đây là điều mà sẽ dẫn đến sẽ có càng nhiều người tham gia vào staking Ether 2.0 Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi Và chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether hồi nãy chúng ta nhìn vào là cái phần trăm Bây giờ cái số lượng Ether tham gia vào staking đã lên tới là 3,35 triệu 3,35 triệu đồng một tên mình được lóc lại Bây giờ bạn hỏi thuận là Ether 2.0 chưa nào mới có mạng lưới thì được cái mạng lưới bây giờ đã có rồi Chúng ta bây giờ chỉ là đang trong thời gian triển khai mà thôi Bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn 0 thì giai đoạn kế tiếp là giai đoạn 1 và giai đoạn kế tiếp nữa là cái giai đoạn 1.5 và khi mà thành công thì là giai đoạn 2.0 thì chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi liên quan tới Ethereum một số những thông tin khác cũng nổi bật mà nhiều bạn đang quan tâm đến đó chính là Goldman Sachs. Thì Goldman Sachs các bạn cũng đang nhớ là cái thời điểm đỉnh điểm của năm 2017 đó. Thì Goldman Sachs, đây là một ngân hàng đầu tư rất lớn. Thì Goldman Sachs thời điểm đó nói là bây giờ sẽ tạo ra một cái đơn vị để mà giao dịch crypto. Nhưng mà đó là thời điểm đỉnh điểm của năm thì giá cả lao vực thì Goldman Sachs đã bãi bỏ và không có gây dựng một cái đơn vị để mà trading crypto nữa nhưng mà bây giờ thì Goldman Sachs lại bắt đầu mở lại một cái đơn vị trading crypto thì hy vọng lần này họ không có đu đỉnh như là cái lần trước chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nhưng mà Goldman Sachs thì cũng đang tìm hiểu một cái Bitcoin ETF có thể nói là đây sẽ là đề tài mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe nói tới trong thời gian tới đây đề tài Bitcoin ETF bây giờ được hâm nóng lại Tại vì chúng ta sắp sửa có một cái chủ tịch mới của SEC Và liên quan tới là chủ tịch Mới đã được xác nhận hay chưa thì bây giờ thường vẫn chưa thấy thông tin là chủ tịch mới đã có, các bạn hiểu rồi chúng ta vẫn đang chờ đợi thông tin là Gary Gensler có phải là chủ tịch mới của SEC hay là không. Chúng ta nhìn vào một số tài liệu khác nữa thì các bạn hiểu rồi là Thuận có thể nghĩ là cái đợt tăng trưởng này có thể chúng ta sẽ không kết thúc ở thị trường crypto, có thể là đợt tăng trưởng bắt đầu từ thị trường crypto nhưng mà sẽ kết thúc ở thị trường chứng khoán có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà uh, chúng ta thấy cái tình hình là bây giờ là thông tin mới nhất chúng ta nhận được là Kraken CEO có nghĩa là sàn Kraken ở Hoa Kỳ thì cũng nói là đang trên con đường để mà có thể bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng tương tự như là Coinbase. Các bạn thấy được trong năm nay có thể chúng ta có hàng loạt, hàng loạt những công ty lớn ở Hoa Kỳ sẽ lên sàn chứng khoán như là các bạn thấy là công ty uh, Kraken, sàn Kraken, sàn Coinbase có thể là Binance US. Có thể là chúng ta thấy những công ty như là Công ty BlockFi, công ty mà các bạn gửi tiền vào Để các bạn có thể nhận lại hàng tháng đó Có thể những công ty này sẽ lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ Sẽ dẫn đến là một cái sự FOMO rất là mạnh liên quan Đến uh, thị trường crypto này Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi là Đây có phải tình hình sẽ tiếp tục xảy ra hay không Kế tiếp nữa là cái thông tin liên quan Tới là chính phủ Hoa Kỳ sẽ in tiền Tới khi nào, thì các bạn thấy được là St. Louis Fed, nghĩa là cái đơn vị Fed của St. Louis, Missouri, thì đã nói rất rõ ràng là các bạn thấy được là chính phủ Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là chúng ta nói rõ ràng hơn là Fed có thể tiếp tục in tiền chỉ cần là chúng ta thấy được là cái phần trăm nợ với lại cái phần trăm thu nhập GDP tổng sản lượng quốc nội ở một mức nào đó thì tiền sẽ tiếp tục được in ra cho nên ở Hoa Kỳ in ra sẽ không có giới hạn cho nên đây là một trong những cái vấn đề mà các bạn thấy được là tại sao mà những tài sản có liên tục lên giá một cách nhìn khác là tại vì tiền đô la mất giá chúng ta nhìn vào một số những tài liệu khác đi thì bây giờ có một số những cái sự tranh cãi rất kịch liệt liên quan tới là Bitcoin đang trên con đường để mà thay đổi vàng tôi biết đây là một trong những cái đề tài rất là nhạy cảm thậm chí khi mà thượng đăng lên những thông tin liên quan tới Bitcoin và vàng thì cũng có rất nhiều người tranh cãi thật ra mà nói đây là một điều mà đang được tranh cãi trên thị trường quốc tế không chỉ riêng là ở việt nam thì các bạn thấy được là trong thời điểm này đó là một thời điểm mà nhiều người mong đợi là vàng sẽ tăng trưởng các bạn thị được chúng ta sắp sửa có lạm phát hay lạm phát đã xảy ra rồi chúng ta thấy được là tình hình bất ổn ở trên thế giới nhưng mà vàng lại không có sự tăng trưởng mà bitcoin lại tăng trưởng sự thật thì bitcoin có thay thấy vàng hay không thì chúng ta sẽ không tranh cãi về cái đề tài này mà thường chỉ muốn nói với các bạn đó là vì bất cứ một lý do nào mà người ta không mua vàng thì sự thật bây giờ là bây giờ là nhiều người thu mua bitcoin cho nên giá cả bitcoin đã tăng lên rất nhanh Nhanh hơn là vàng rất nhiều Chúng ta có một thông tin chia sẻ bởi Cointeagraph Thì đã rất lâu rồi Việt Nam mới được lên trên trang đầu của Cointeagraph Và cái sự đáng tiếc liên quan tới là thông tin liên quan tới là thị trường crypto Việt Nam đó Thì mỗi lần mà lên trên những trang web lớn đó Thì thông tin không được tốt lắm Chúng ta cũng đã nhớ là trước đây đó Mỗi lần mà Việt Nam có tên trong danh sách Những năm như là 2017, 2018 Chúng ta có những cái vụ kiện uh, liên quan đến những cái uh, sự lừa đảo lớn ở Việt Nam như là pincoin các bạn mình nhớ nhớ, uh, OneCoin vân vân thì đây là những lúc mà Việt Nam được đưa lên trên cái trang đầu, cho nên đây là một điều mà cũng uh, đáng tiếc nhưng mà lần này đó thì các bạn hiểu là bộ tài chính của Việt Nam thì đưa ra một cái sự cảnh báo liên quan tới là giao dịch crypto thì sẽ có một số những cái nguy hiểm. thì đương nhiên đây là một điều mà thuận đồng ý là đương nhiên là giao dịch crypto có nguy hiểm riêng của giao dịch crypto đây là một nơi tư rất mới giao động rất mạnh nhưng mà trong cái bài viết này đó thì nêu ra được đó là một trong những cái sự cảnh báo là liên quan đến những cái sự lừa đảo của thị crypto này cho nên các bạn cần phải cẩn thận trong đây thì có một dự án đã được nêu tên thường sẽ không có đưa ra cái suy nghĩ bản thân của mình về cái dự án này thường nghĩa là mọi bạn sẽ có một cái suy nghĩ riêng về cái dự án này nhưng mà thường chỉ chia sẻ cái thông tin <laughs> được chia sẻ ở trên CoinDagrab mà thôi Đó chính là Pi Network là một trong những cái dự án mà Bộ Tài chính của Việt Nam nghĩ là có thể liên quan đến một cái mô hình kim tự tháp Có nghĩa là một cái mô hình Ponzi Thì có phải hay không thì thằng nghĩ là các bạn sẽ có câu trả lời Nhưng mà Pi Network thì một số những nghi vấn bây giờ được đưa ra đó chính là liên quan tới Pi Network này có thực sự là một cái dự án blockchain mở hay không đây là một chuyện điều mà những bạn nào mà rành về Pi Network thì hãy comment ở bên dưới thường thấy là bây giờ đã có một số những cái youtuber ở hoa kỳ À, liên quan không có liên quan đến thị trường crypto hay là không liên quan đến thị trường tài chính nói chung một số những cái youtuber à, chỉ là liên quan đến giống như là cuộc sống hàng ngày cũng bắt đầu nói về pay network thì thuần thì không có ý nghĩ riêng về mạng lưới này nhưng mà nào mà có thể chia sẻ bên dưới để cho các bạn có thể tham khảo về mạng lưới pay network nhưng mà có thể nói là thường nhận được rất nhiều những câu hỏi về pay network trong thời gian là hai ba tháng qua và cuối cùng thì một đề tài mà nhiều bạn rất muốn thường nói tới đó chính là đề tài liên quan tới nft thì NFT sẽ là một đề tài mà thường vẫn cô đang suy nghĩ Thực ra mà nói là NFT nghĩa là gì? Để thường nói một cách đơn giản NFT là Non-Fungible Token Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi một cái Token nó sẽ khác nhau chứ không giống nhau Thì hiểu một cách đơn giản đi, chúng ta nói là một đồng Bitcoin Thì các bạn có một đồng Bitcoin Thường có một đồng Bitcoin thì hai đồng Bitcoin đều giống nhau Đều có giá trị giống nhau Và giống nhau hoàn toàn về cái mặt mã nguồn cũng như là về cái mặt giá trị Các bạn có một đồng Ether Thường của một đồng Ether thì cũng như vậy. Hai cái đồng Ether đều giống nhau về mặt mã nguồn và giá trị. Nhưng mà NFT là những cái loại token, có thể nói đơn giản là loại token sưu tầm. Nghĩa là mỗi một cái token đều khác nhau về cái à, phương diện là kỹ thuật cũng như là về cái phương diện giá cả. Có thể nói là thay vì các bạn sưu tầm tranh ảnh, các bạn sưu tầm... À, bất cứ một cái vật gì đó vật chất thì NFT là một cách mà các bạn có thể sưu tầm những cái vật chất ở trên uh, những cái mạng lưới điện tử. Chỉ như chúng ta nghe nói trước đây đó một cái dự án mà rất lớn đó chính là mèo điện tử CryptoKitties uh, đã làm tắt nhãn mạng lưới của Ethereum năm 2018 đầu năm thường nhớ là thời điểm đó Crypto Kitty rất là nổi tiếng thì mỗi một con mèo điện tử đó đều có kết cấu khác nhau và nó là một cái NFT có nghĩa là mỗi cái token đều khác nhau, không giống nhau cho nên nó mới có giá trị khác nhau và NFT này đó là một cái cách mà bạn sưu tầm đồ ở trên mạng lưới điện tử thì thật ra nghe nó nhiều bạn có thể cảm thấy là cái này thì còn ảo hơn nhiều bạn nghĩ là tiền ảo nhưng mà thường nên thì nghĩ là đây là một điều mà sẽ rất bình thường trong tương lai Điều mà thường đang suy nghĩ bây giờ là NFT bây giờ có thực sự Uh, là một cái mảng đầu tư mà đáng quan tâm hay không? Các bạn thấy được là một cái vật gì đó có thể là giá trị tương lai, có thể là chúng ta có thể thấy được MFT là một trong những lĩnh vực rất lớn trong tương lai. Nhưng mà bây giờ có phải là lúc để đầu tư hay không? Thì đó là điều mà thùng vẫn đang suy nghĩ. Giống như chúng ta nhìn vào cổ phiếu Tesla đi, thì bây giờ ai cũng có thể thấy được là Tesla mới là tương lai. Chúng ta đi được xe điện, xe tự lái là tương lai. Nhưng mà cách đây 5, 6 năm sáu năm thì lúc đó có phải là thời điểm thích hợp để mà đầu tư Tesla hay không chúng ta có thể đầu tư quá sớm và chờ đợi rất lâu thì NFT này cũng vậy thường vẫn đang suy nghĩ là bây giờ có phải là lúc mà chúng ta nên chú tâm tới hay không mặc dù là gần đây có một số những làn sóng lớn liên quan tới NFT có rất nhiều những cái tài sản điện tử được bán với cái dạng là NFT với cái giá rất là cao thì những bài nào mà rất quan tâm tới NFT và có sự hiểu biết thì hãy comment bên dưới để cho mọi người cùng nhau tham khảo tại vì cái channel này đó thường gây dựng lên đó, phần lớn là chú tâm về lĩnh vực đầu tư chứ không phải là chú tâm nhiều về những lĩnh vực như là lĩnh vực khoa học hay là về lĩnh vực lập trình tại vì đương nhiên thường chỉ là một nhà đầu tư mà thôi thì đây là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và ở cái phần cuối của video này thì muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn binance.com hay còn gọi là binance quốc tế đây là cái sàn binance mà đã có từ năm 2017 và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phần trăm phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của thùng Capital. Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này, link màu xanh dương hay là link màu vàng. Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20%, nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của thùng Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn EMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ EMT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Let này những chi tiết sẽ bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ đội thông cáp đều sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn margin bybit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia. Thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam. Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi. Các bạn có thể là tham gia Thomolin thường Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên, các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn hãy bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của thùng Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho các đồng của thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tại biệt các bạn